Mấy em để ý không? Nhận xét cái phần diễn xuất rất là kỹ. Đó. Cho nên nãy anh mới nói 50-50% là vì vậy. Phải tập trung vào cái đấy. Chứ bây giờ ai chả biết ông Huỳnh Thật hát hay, ông Trường Sơn hát truyền cảm, ai chả biết. Nhưng mà đây cuộc thi này có phải hát không đâu. Đó. Mà nghề chính của ông Thật Ca sĩ. là hay bị mất bình tĩnh. À, những ngày. Vâng, còn nghề chính của ông Sơn là hay quên tuyến. À, đó. Khi cho nên là từ các cái tập sau mà khi mà bọn em được phân vai gì á thì bọn em đầu tiên bọn em phải tin cái đã và bọn em phải làm cho mọi người tin. Chứ ví dụ như lúc nãy mà ngồi hát không xong tự nhiên đứng dậy nói ô lâu ngày quá mới gặp nhau, mà anh không tin là hai đứa lâu ngày gặp nhau, anh biết chắc hai đứa này vừa gặp trong cái gà luôn. Bản thân anh ngồi anh thấy vậy luôn. Không phải anh biết sao, hai đứa nó đứng nó hát hai phút mấy rồi, ô lâu ngày quá gặp nhau, mà hai đứa đứng đối diện nhau hát hai phút mấy không, rồi anh xem là anh biết ngay hai đứa này vừa gặp trong cái gà xong.